kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh và truyền hình vĩnh phúc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi giám sát trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo quy định Luật trẻ em từ năm 2016 đến năm 2020 tại huyện Bình Xuyên. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên, toàn huyện có 37.373 trẻ em từ 0 đến 16 tuổi, trong đó có 184 trẻ khuyết tật. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Công tác tiêm phòng cho trẻ em hàng năm đạt 98 đến 99%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi giảm còn 11,2%. Nhờ làm tốt công tác giáo dục cho trẻ em nên tỷ lệ trẻ em đến trường ở khối bậc mầm non ngày càng tăng. Huyện chỉ đạo các phòng ban đơn vị và các địa phương tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi bổ ích cho trẻ em. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị huyện Bình Xuyên cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo quy định Luật trẻ em, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện về trí tuệ và thể chất. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã có buổi giám sát trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo quy định Luật trẻ em từ năm 2016 đến năm 2020 tại thành phố Phúc Yên. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên, toàn thành phố hiện có 21.540 trẻ em, trong đó có 176 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 976 trẻ. Thành phố Phúc Yên hiện không có trẻ em lao động trái pháp luật, không có trẻ em lang thang. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong 5 năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em của thành phố đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Rất nhiều các hoạt động trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em Đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực xâm hại cho trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em được thực hiện. Tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích qua các năm đều giảm. Tại buổi giám sát, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị thành phố Phúc Yên cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo quy định Luật trẻ em, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo đúng quy định của luật. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo kiến thức nâng cao về an toàn an ninh thông tin năm 2020 cho 30 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin các sở ngành huyện thành phố trong tỉnh. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được giảng viên Công ty Cổ phần Công nghệ An toàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cập nhật thông tin một số nội dung kiến thức, gồm tổng quan về an toàn thông tin quốc tế và tại Việt Nam, thực hiện các kỹ năng về tấn công và phòng chống tấn công an toàn hệ thống thông tin, an toàn cho máy chạm, một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, một số ứng dụng lưu trữ dữ liệu trực tuyến và các vấn đề có liên quan khác đến an toàn an ninh mạng đối với công việc thực tế ở từng cơ quan đơn vị địa phương qua việc học tập bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các cơ quan đơn vị nắm bắt và đánh giá được các hiểm họa an ninh mạng hiện nay từ đó đề xuất các phương án tổ chức ứng phó kịp thời đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan đơn vị khi bị các đối tượng xấu tấn công trên không gian mạng thưa quý vị và các bạn, với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, cách làm hiệu quả việc thực hiện đề án số 01 của ban thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh giai đoạn 2016-2021 đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của tổ chức bộ máy từ năm 2016 đến nay, sau 4 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, Vĩnh Phúc đã giảm 227 đầu mối cấp phòng, giảm 150 lãnh đạo, tinh giản được 2.822 biên chế và 11.415 người hoạt động không chuyên trách. Tỉnh xóa bỏ cơ chế đặc thù của 16 trên 19 tổ chức hội. Thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công cho lãnh đạo cấp phó các ban xây dựng đảng và văn phòng tỉnh ủy. Theo tính toán sơ bộ, sau sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, Vĩnh Phúc tiết kiệm được nguồn kinh phí lên đến gần 300 tỷ đồng một năm. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tỉnh đang tiếp tục kiểm tra, giả soát, rút kinh nghiệm để có những biện pháp điều chỉnh sao cho phù hợp. Đồng thời làm tốt công tác chính sách cán bộ, đảm bảo quyền lợi cho người thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Sự nghiệp trồng người của một đất nước là vô cùng quan trọng đất nước ấy có phát triển hay không, có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc Nam Châu được hay không, là nhờ vào công tác đào tạo, giáo dục nhân tài. Trong sự nghiệp vẻ vang ấy, nhà trường và thầy cô giáo có phần vô cùng quan trọng là những nhân tố chính quyết định đến chất lượng giáo dục của một quốc gia. Gắn bó với trường Trung học cơ sở Trung Nguyên, huyện Yên Lạc nhiều năm, trong quá trình giảng dạy, cô giáo Nguyễn Thị Hương, giáo viên môn sinh học luôn truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức của mình cho các em học sinh bằng cả trái tim, hết mực quan tâm yêu thương học trò. Một tin vui với cô Hương và nhà trường, trong kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học cấp huyện Yên Lạc vừa được tổ chức, năm em học sinh trong đội tuyển môn Sinh học do cô Hương tận tình chỉ bảo đều giành được giải cao, trong đó có một giải nhất, hai giải nhì, ba giải khuyến khích. Hiện năm em học sinh này đều có mặt trong đội tuyển môn Sinh học của huyện để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức sắp tới. Đây có lẽ là phần thưởng cao quý nhất mà các em học sinh nơi đây muốn dành tặng cô giáo kính yêu của mình trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cô luôn ân cần giúp đỡ dạy bảo chúng em một cách uh, chu đáo qua kỳ thi học sinh giỏi vừa rồi để nó có được kết quả như ngày hôm nay chỉ là một nhờ một phần lớn từ công lao của cô trong giờ học cô luôn nghiêm khắc với chúng em để giúp chúng em tiến bộ qua từng ngày trong đó đôi khi vẫn cô vẫn luôn rất tình cảm để san sẻ với chúng em tạo một cảm giác thoải mái trong học tập để cái em rất yêu quý cô và coi cô giống như một người mẹ của mình năng động tâm huyết và đổi mới sáng tạo trong giảng dạy hết lòng vì học sinh thân yêu đó là nhận xét của đồng nghiệp dành cho cô giáo Nguyễn Thị Hương và chính kết quả đạt được trong giảng dạy của cô Hương cũng chính là động lực để các thầy cô giáo trong nhà trường thi đua sẽ tốt học tốt. Cô là người rất năng nổ và nhiệt tình trong công tác, đặc biệt là cô có khả năng chuyên môn rất là tốt. Cái thứ hai nữa là khả năng về bao quát dạy dỗ học sinh rất là sát sao và có uy tín trước học sinh và trước nhân dân. Thế thì cô là cũng là một cá nhân rất tiêu biểu xuất sắc cho nhiều năm là có học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Cái điều mà mong đợi nhất của các thầy cô cũng như bản thân tôi đó là nhìn thấy cái sự trưởng thành của các em ạ nhìn thấy sự trưởng thành của các em từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội và nhìn thấy sự trưởng thành đó và thấy được rằng là à những cái gì mà mình đã giúp cho học trò những cái gì mà mình đã à, cố gắng nỗ lực vì học trò thì cái cả cái, cái kết quả đấy chính là những cái 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 thành quả mà mình mong muốn đợi chờ nhất như dòng sông trở nặng phù ra hình ảnh người thầy người cô tận tụy với nghề hết lòng vì học sinh như cô giáo Nguyễn Thị Hương đã và đang làm sáng đẹp thêm hình ảnh người giáo viên nhân dân trong thời đại mới, tích cực góp phần đưa chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển lên một tầm cao. Tại Trung tâm Giống Nông nghiệp Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ hạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện mô hình 4 an toàn về an ninh trật tự với được điểm được sắp nhập từ ba trung tâm các trại sản xuất nằm trên nhiều địa bàn do vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự của trung tâm gặp nhiều khó khăn nhất là việc bố trí sắp xếp lực lượng làm công tác bảo vệ tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở từ khi triển khai thực hiện đến nay mô hình bốn an toàn về an ninh trật tự tại trung tâm đã đạt được những kết quả tích cực công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được nâng lên. Có sự gắn kết trong việc thực hiện công tác chuyên môn với công tác tự phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự tại các phòng chức năng và các trại sản xuất trực thuộc. Không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, có phần xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, lực lượng nòng cốt, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban an toàn giao thông huyện Bình Xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng của thị trấn Hương Canh tổ chức gia quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn. Chiến dịch gia quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trả lại đường thông hệ thoáng trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn Hương Canh nói riêng và huyện Bình Xuyên nói chung đã tạo được hiệu ứng tốt. Đây là đợt gia quân lớn với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng với nhiều phương tiện chuyên dụng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, người dân đã phối hợp cùng với tổ liên ngành thực hiện tháo rỡ nhiều tấm pano, biển quảng cáo, ô dù, mái che, mái vẩy, chặt tỉa nhiều cây xanh vi phạm, trả lại hành lang thông thoáng cho tuyến đường vành đai 3 giáp danh với thị trấn Đạo Đức. Sau khi giải tỏa, 21 hộ dân đã ký cam kết không vi phạm tái lân chiếm hành lang an toàn giao thông.